Mách cho mọi người hai món đồ uống đá xay siêu ngon, siêu nhanh, tự làm ở nhà mà khỏi cần ra quán mua nhá. Món đầu tiên là cà phê cốt dừa. Món này là quán cà phê nào cũng có phải không mọi người? Đầu tiên, chúng ta cần có một chiếc máy xay đá thật là khỏe. Đong vào đây 60ml cốt dừa này, 80ml sữa đặc này, một cốc đá. Mình dùng cốc 500ml để đong nhá. Xong rồi xay hỗn hợp này cho thật mịn nhá. Cái máy xay cầm tay Lazy Chef này tiện nhất là không cần dây điện lòng ngoằng. Một lần sạc pin thì mình dùng được cả tuần đấy. Mang đi làm hay đi picnic thì quá là hợp lý. Máy công suất khỏe nên là xay được đồ cứng vô tư mọi người ơi. Ly cà phê cốt dừa này ngoài quán bán là 40.000 đấy, còn mình tự làm ở nhà thì hết có 15.000 thôi. Rửa sạch máy và mình lại tiếp tục làm thêm món đá xay mát lạnh nữa nhá. Công thức thì mình nốt trên màn hình nhá. Cái máy này chống được nước nên là tháo rửa thoải mái mà mình không cần phải chú ý hay là cẩn thận gì quá mức đâu. Nếu như ai đã theo dõi kênh nhà mình một thời gian ấy thì cũng biết là trước đây nhà mình đã có một chiếc máy xay cầm tay của Lazy Chef rồi. Tuy nhiên là hãng này ra phiên bản mới nên là mình mua luôn để tách riêng cối cho bé ăn dặm. Còn cái máy cũ thì sẽ để cho anh Tùng mang đi làm thôi. Phiên bản máy mới này thì có dung tích lớn hơn nên là xay đồ cũng thoải mái hơn. Rất thích hợp cho các mẹ mua về để xay đồ cho bé này, cho con ăn nhiều cữ trong ngày, và nếu cần rửa cối liên tục thì cái này rửa thoải mái không có vấn đề gì nhá. Và nếu như mọi người đang tìm kiếm một chiếc máy xay cầm tay giá mềm chỉ bằng 10 cốc trà sữa thôi nhưng mà vẫn đáp ứng được tiêu chí bền, đẹp, khỏe thì không thể nào bỏ qua máy của Lazy Chef này đâu nha. Nên mua mọi người nhá.